thu âm quảng cáo, thu âm phát loa, giá cực hấp dẫn. Liên hệ ngay hotline hoặc Zalo. Cao tốc chờ chạm sạc chờ quy chuẩn. Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900 km và gần 1.700 km đang thi công. Dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000 km và 2030 có trên 5.000 km cao tốc. Sau khoảng hơn một năm sử dụng chiếc ô tô điện VinFast VF8, anh Phạm Thành Lê ở quận Đống Đa, Hà Nội khá hài lòng với chiếc xe của mình khi hệ thống trạm sạc ngày càng phủ rộng trên toàn quốc. Tuy nhiên, anh Thành Lê mong rằng ngoài hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ, số lượng trạm sạc được bao phủ đến hệ thống cao tốc. Theo thông tin mới nhất, thì hiện tại, hệ thống trạm sạc của VinFast đã có mặt tại 63 trên 63 tỉnh thành phố với khoảng cách giữa hai trạm sạc khoảng 65 km. Đương nhiên, chúng tôi mong muốn trạm sạc tăng lên nhiều hơn nữa và mật độ phủ dày hơn nữa, bởi vì thời gian quãng có pin khi chưa tăng lên thì việc tăng số lượng trạm sạc, tăng tốc độ sạc sẽ giúp chúng ta sử dụng xe ô tô điện sẽ tiện dụng không kém gì so với việc sử dụng xe xăng. Một số tài xế sử dụng xe điện cũng bày tỏ họ thường phải tính toán kỹ cung đường đi, mốc phải sạc điện cho xe trong hành trình của mình, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều trụ sạc hơn nữa, đặc biệt là trên các tuyến cao tốc. Hiện VinFast đưa hệ thống chạm sạc ngay ở nút ra của cao tốc và mọi người sử dụng giải pháp đi ra khỏi cao tốc để sạc, sạc xong lại lên cao tốc. Trạm sạc của VinFast sử dụng khá rộng rồi, nhưng tất nhiên càng phủ rộng người dùng càng có lợi và thuận tiện. Mình chưa bao giờ hết pin trên cao tốc cả, nhưng nó luôn mang lại sự lo lắng. Hiện giờ, trụ sạc cắm lối ven lối ra cao tốc có khá nhiều rồi. Nhưng rõ ràng nếu như có thể không ai muốn như thế cả, hy vọng trong tương lai gần có nhiều trụ sạc trên cao tốc. Thông tin từ tập đoàn VinFast cho hay, sau khi chuyển sang sản xuất ô tô điện, tập đoàn này đã nhanh chóng đầu tư xây dựng hệ thống trạm sạc tại 63 tỉnh thành phố, quy hoạch số lượng 150.000 cổng sạc, đáp ứng tối đa nhu cầu của chủ xe. Tính đến hết năm 2023, chủ xe VinFast có thể tìm thấy trạm sạc điện trên 125 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc. Khoảng cách tối đa giữa các điểm sạc là 65 km. So với năm 2022, số cổng sạc VinFast đã tăng gần 75%. Đặc biệt, mới đây VinFast cũng đã thành lập công ty phát triển trạm sạc toàn cầu VGreen, trong đó đặt kế hoạch đầu tư thêm 10.000 tỷ đồng trong 2 năm tới để xây mới, nâng cấp hệ thống trạm sạc tại Việt Nam. VGreen kỳ vọng, sau năm 2026, bức tranh trạm sạc tại Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện. Dù việc lắp đặt trạm sạc trên hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ khá thuận lợi, song trên hệ thống cao tốc, tính đến thời điểm này mới chỉ có cao tốc Hà Nội, Hải Phòng có lắp đặt trạm sạc cho xe điện. Ông Trần Anh Tú, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDFI, đơn vị quản lý khai thác cao tốc Hà Nội, Hải Phòng cho biết, với 6 trạm dừng nghỉ trên toàn tuyến, mỗi điểm đã xây dựng được 10 cổng sạc phục vụ nhu cầu của người dùng xe điện. 6 trạm thì đều có cổng sạc pin của hãng VinFast từ cách đây 2 năm rồi. Cái này bên VinFast thực hiện. Về phía VDFI thì quản lý vị trí xây dựng. Trước khi xây dựng thì VDFI có gửi báo cáo và yêu cầu VinFast gửi hồ sơ lên Cục Đường bộ Việt Nam để xem xét trước khi xây dựng. Tuy vậy, nhiều cao tốc vẫn đang phải chờ Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy chuẩn về trạm dừng nghỉ để đầu tư xây dựng trạm sạc cho xe điện. Lý giải về điều này, ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Khai thác, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc VN cho biết, theo thông tư 48/2012 về danh mục công trình thiết yếu của trạm dừng nghỉ, không có trạm sạc năng lượng. Mặc dù ngày càng nhiều người sử dụng xe điện, nhu cầu sạc cho xe điện trên cao tốc ngày càng lớn, song chưa có hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, nên đến thời điểm này, 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý chưa bố trí trạm sạc cho xe điện, kể cả những tuyến có lộ trình dài như Hà Nội, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Đến thời điểm hiện tại thì Bộ Giao thông Vận tải chưa ban hành quy chuẩn mới liên quan đến danh mục thiết yếu, trong đó có trạm sạc điện cho các phương tiện điện này. Do đó, VEC một mặt chờ quyết định của Bộ, thứ hai là lên các phương án làm việc với các tổ chức có nhu cầu để bố trí các trạm sạc điện trên đường cao tốc để chuẩn bị các phương án trong thời gian tới. Không chỉ các đơn vị quản lý, vận hành, khai thác cao tốc, mà các doanh nghiệp đầu tư trạm dừng nghỉ cũng trong trạng thái chờ đợi quy chuẩn kỹ thuật về những hạng mục thiết yếu của trạm dừng nghỉ. Bà Đinh Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xuân Khiêm cho hay, dù đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng, quỹ đất cho việc xây dựng trạm sạc, song đến thời điểm này, việc xây dựng trạm sạc mới chỉ dừng ở việc lựa chọn đơn vị xây lắp.
Hiện tại mới đang trong giai đoạn thiết kế thôi. Ngoài Vin còn có mấy đối tác xin làm, đang thiết kế, có lẽ năm tới mới lắp. Dự kiến là sẽ lắp khoảng 10 cổng sạc trước. Từ tháng 8 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt quy hoạch 36 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến Cà Mau. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên VOV Giao thông, hiện Bộ Giao thông Vận tải đang dự thảo thông tư quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ. Trong đó, trạm dừng nghỉ được chia làm 4 loại, căn cứ vào diện tích tối thiểu từ 1.000 đến 10.000 m2 và các hạng mục công trình bắt buộc phải có đối với từng loại trạm dừng nghỉ. Theo đó, cả 4 loại trạm dừng nghỉ đều phải bố trí khu vực lắp đặt, trụ, thiết bị sạc điện và thiết bị đổi pin xe điện cho ô tô điện với diện tích lớn hơn hoặc bằng 5% tổng diện tích của khu vực đỗ xe. Diện tích bãi đỗ xe chiếm tối thiểu 50% tổng diện tích trạm dừng nghỉ. Tuy vậy, đến nay, quy chuẩn kỹ thuật này vẫn chưa được ban hành, khiến các đơn vị quản lý, vận hành, khai thác cao tốc và các doanh nghiệp xây dựng trạm dừng nghỉ chưa có căn cứ xây dựng trạm sạc cho xe điện. Từ VinFast, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.